Mục vụ tin và sống xin kính chào quý vị. Hôm nay chúng ta cùng suy gẫm câu chuyện đức tin, lời động viên ngọt ngào nhất. Vào lần viếng thăm trung tâm bảo trợ xã hội trong thành phố, một doanh nhân thành đạt đã kể cho mọi người nghe một câu chuyện sau bữa ăn tối. Chuyện kể về một cậu bé tên là Jim. Nhiều năm về trước, có một cậu bé mồ côi tên là Jim, 12 tuổi, gầy gò. Jim sống lang thang và là chủ đề trêu chọc, trò cười của mọi người sống trong thị trấn. Không ai đối xử tử tế với cậu. Những nghi ngờ của mọi vụ ăn cắp hay rắc rối đều có tên của cậu đầu tiên. Cậu chỉ nhận được những lời nói cay độc. Kết quả là Jim luôn lẩn tránh những người xung quanh. Nhưng cậu càng lẩn tránh, người ta càng nghi ngờ cậu. Tài sản duy nhất của cậu là chú chó Tai, cũng luôn khép nép và trốn tránh như cậu chủ của nó. Jim không đối xử thô lỗ, nhưng cậu luôn dùng thứ ngôn ngữ cay độc mà mọi người thường nói với cậu và Thai. Phần vì cậu đã quen với những ngôn ngữ đó, phần vì để trút đi mọi nỗi uất ức. Một hôm, Jim thấy cô gái phía trước làm rơi một gói nhỏ. Cô cúi xuống nhặt thì một gói khác lại rơi khỏi tay. Jim chạy đến nhặt hai cái gói lên đưa trả cho cô gái. Cảm ơn cậu bé, cậu thật là tốt. Cô gái cười và xoa đầu cậu. Cậu bé hoàn toàn ngạc nhiên. Đó là những lời nói tử tế đầu tiên mà cậu nghe thấy trong suốt 12 năm. Cậu nhìn theo cô gái cho đến khi cô đã đi khuất. Cậu huýt sáo gọi Thai. Con chó ve vẫy đuôi chạy đến bên cậu chủ. Cả chủ và con chó đi vào rừng. Cậu ngồi xuống cạnh bờ suối và trong đầu cứ vang lên. Cảm ơn cậu bé, cậu thật tốt. Cậu bé cười một mình, rồi cậu gọi. Đến đây Thai. Thai chạy lại ngay. Cậu xoa đầu nó và nói. Cảm ơn mày, mày thật là tốt. Thai rất phấn khích và thích thú. Tai nó vểnh lên, mắt hướng về cậu chủ và nhìn chăm chú, đuôi của nó vẫy lia lịa. Đến con chó cũng thích nghe lời dịu dàng. Cậu nghĩ và lôi trong túi ra một mảnh gương đã vỡ. Cậu bé thấy một khuôn mặt lấm lem. Sau đó cậu rửa mặt thật cẩn thận. Và rồi cậu lại nhìn vào gương. Cậu bé thật ngạc nhiên. Lần đầu tiên trong cuộc đời, cậu nhìn lên cao thay vì chỉ cúi mặt như mọi khi. Một cảm giác dâng trào. Đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy mình có lòng tự trọng. Từ khoảnh khắc đó, cuộc đời của Jim hoàn toàn thay đổi bởi quyết tâm để xứng đáng với những lời nói dịu dàng. Ngưng một lát, vị doanh nhân nói tiếp. Thưa các bạn, tôi chính là cậu bé đó. Thị trấn nhỏ mà tôi vừa kể đến chính là thành phố này của 40 năm về trước. Cái cây ở đằng kia mà quý vị có thể thấy chính là nơi một người phụ nữ đã gieo hạt giống đầu tiên của lòng nhân hậu xuống cuộc đời của tôi. Mong sao ai cũng có thể làm được như vậy. Ê-phê-sô đoạn 4 câu 29 chép rằng: Chớ có một lời dữ nào ra từ miệng anh em, nhưng khi đáng nói hãy nói một vài lời lành, giúp ơn cho và có ích cho kẻ nghe đến. Amen.